lộ từ các anh em, hiện nay ở trên tay Tuấn đang là mẫu member gần như là cũng khá là mới đi, đến từ Colorful với mã CVN B660i Gaming Frozen. Thì đây là một mẫu mainboard gọi là trắng tinh tươm, sử dụng chipset B660 chuyên trị cho Intel thế hệ thứ 12. Một điểm đặc biệt nhất là em nó ở kích thước 2x. Ok, đầu tiên như thường lệ chúng ta sẽ nói sơ qua về cái vỏ hộp của em nó trước. Thì em mainboard này sở hữu một cái thiết kế vỏ hộp khá là vuông vức và chắc chắn, cùng cái mã sản phẩm được in màu vàng nổi bật ở trên nền xám trắng ở trên ngay vị trung tâm này. Thì những cái này nó gọi là quá căn bản rồi, tôi tin chắc là cũng không có gì để nói quá nhiều, đỡ là mất thời gian của anh em. Nhưng ở đằng sau là còn một số cái mà tôi thấy gọi là khá là hay ho và thú vị, mà đây tôi sẽ nói cho anh em. Đó chính là ở mặt đằng sau sẽ được in một số cái chứng chỉ test mà được nhà sản xuất công bố. Đầu tiên tôi thấy một cái sản phẩm linh kiện điện tử mà lại có khá là nhiều những cái gọi là những cái test tủng quá trời trên đây. Tôi sẽ kể một chút cho anh em xem nhé. Thứ nhất, đó là nói về drop test, có nghĩa là mainboard này khi mà tới tay người sử dụng thì đã có những cái hàng mẫu để kiểm tra cái độ bền khi mà thả rơi từ độ cao rồi xuống đất, kiểm tra độ bền. Thứ hai, đó là plug test, có nghĩa là sẽ kiểm tra cái độ ổn định của những cái rắc cắm ở trên mainboard này. Tiếp theo là những cái bài test về độ ẩm, nhiệt độ, bài test về độ tương thích với các linh kiện máy tính khác, bài test về cái full load của CPU, và thậm chí còn có cả một cái bài test về cái độ ổn định của sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng mà trải qua quá trình vận chuyển, rung lắc thì nó có làm sao không? Phải gọi là cũng khá là hay ho. Rồi, thôi, đồng hộp với nó nhá. Thì ngay vị trí trung tâm chúng ta sẽ có chiếc mainboard liền vào chính chúng ta. Và phía bên dưới như thường lệ sẽ là những cái bộ phụ kiện của em nó. Và tôi nghĩ là chúng ta sẽ đến với phụ kiện trước đây anh em ha. Sẽ để tạm đây. Đầu tiên, cuốn sách nhấn sử dụng và một cái đĩa CD. Tiếp theo là hai cọng dây để kết nối với ổ cứng, hai que anten tại vì em này sẽ sở hữu là Wi-Fi 6, hai cái con ốc để chúng ta có thể bắt cái SSD NVMe M2 vào trên mainboard này. Và cuối cùng, đây sẽ là một cọng dây 3 pin 5V ARGB. Thế là hết rồi. Và Tuấn sẽ để tạm những cái sản phẩm qua một bên để tiến đến với nhân vật chính chúng ta. Em mainboard B660i đến từ Colorful phiên bản Gaming Frozen màu trắng. Ok. Và đây chính là nhân vật chính chúng ta. Thì trước hết đi, cứ theo như thông lệ thông thường thì mình sẽ nói về cái thiết kế tổng thể của nó trước. Thì mặc dù đây chỉ là một mẫu mainboard kích cỡ 2x thôi, nhưng nó vẫn sở hữu thiết kế cực kỳ là gaming và cũng gọi là khá hầm hố to nạt khi những cái phần giáp được làm cực kỳ là đầy đặn. Khi mà anh em mình nhìn vô một cái mẫu mainboard đúng không, thì cái điều gần như anh em sẽ quan tâm nhất đó chính là cái dàn face VRM. Thì ở đây phần face VRM sẽ được đặt nằm tiếp giáp trực tiếp ở cái phần tản nhiệt thụ động, hay gọi là cái phần giáp này nữa. Thì đây là một cái thiết kế mà thường chúng ta sẽ thấy ở trên những cái mẫu mainboard mà cao cấp hoặc là những cái mẫu mainboard có hiệu năng cao. Thì đối với một em B660i ở cái tầm mà trung đến cao cấp này, sự thiết kế này đem một điểm cộng cũng khá là lớn. Thì trên phần giáp sẽ được thiết kế những cái vát cắt CNC cùng cái chủ đề và cùng cái phương với cái phần giáp tản nhiệt thụ động ở ngay trên cái khe SSD M2 ở trên đây. Ok, do chỉ là một mẫu mainboard 2x thôi nên là như thường lệ sẽ chỉ có 2 slot RAM cho anh em mình. Mỗi slot DDR4 này sẽ hỗ trợ lên tối đa 32GB, tổng 2 slot RAM là 64GB. Và ở trên phần khay PCIe 5.0 này cũng sẽ được bọc giáp. Đây là một cái điều mà anh em có thể khá là yên tâm khi mà cắm cái con cạc to nạt vào đây. Nhưng mà lưu ý nhé, mặc dù đã có bọc giáp rồi nhưng mà để cho con cạc của anh em nó được ok nhất, nó được ổn định nhất, thì nếu mà nó quá nặng đi thì mình vẫn nên có thêm một cái biện pháp để mình đỡ con cạc. Và một cái phần này mà thường anh em mới sử dụng PC á thì sẽ ít để ý, nhưng mà sẵn đây tôi cũng chia sẻ, đó là ở ngay phần góc bên trái phía bên dưới của con mainboard sẽ là vị trí đặt cái pin CMOS. Thì anh em lưu ý cái vị trí này một chút,
Tại vì khi mà em mình sử dụng á, những cái lỗi mà có thể xảy ra ở trên con mainboard, mình có thể hoàn toàn rất là dễ dàng để mình thử tự sửa ở nhà bằng cách rút cái pin CMOS này ra để một chút và cắm lại. Khi đó nó sẽ reset lại con mainboard của chúng ta và những cái lỗi nhỏ thường nó sẽ được giải quyết luôn trên em. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ nói đến những cái gọi là cổng ăn chơi ở trên em mainboard này. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có được một cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một cổng USB Type-C 3.2. Đây là một cổng khá đáng tiền em nhé. 4 cổng USB Type-A 2.0, 2 cổng USB Type-A 3.2, 1 cổng mạng LAN 2.5G và 3 jack 3.5mm để cắm các cái thiết bị âm thanh vô. Còn hai cái đầu này chính là một cái module của Wi-Fi 6 thôi. Nhưng anh em biết gì không? Ở trên phần I/O của con main này sẽ còn có thêm một cái nút gọi là Clear CMOS. Thực sự đây là một cái thiết kế mà khá là lạ, nhưng mà nó thể hiện cái việc mà lắng nghe cái trải nghiệm người sử dụng rất là nhiều đến từ Colorful. Tại vì anh em cũng biết đó, khi mà chúng ta build một cái em case mini ATX rất là nhỏ, những cái linh kiện rất là khít, nó rất là chuẩn với nhau rồi, mà mỗi khi gặp cái lỗi lầm gì đó mà mình phải tháo tung hết ra để sửa, nó cực kỳ là một cái sự khốn khổ. Nên là việc mà đặt một cái nút Clear CMOS ở ngay phần gần những cái cổng kết nối này là một cái thiết kế cực kỳ hay. Rồi, vậy anh em nghĩ sao về em main CVN B660i Gaming Frozen đến từ Colorful này? Anh em hãy để lại comment xuống bên dưới giúp Tuấn. Và đừng quên ấn nút like, chia sẻ video và nút subscribe đăng ký kênh LH Media để ủng hộ Tuấn và kênh, có thêm động lực ra thêm video cho anh em xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.